Thưa quý vị và các bạn, trong số các ca mắc mới được Đà Nẵng ghi nhận vào ngày hôm qua 15 tháng 8 thì có 3 ca ghi nhận là người trong một gia đình được phát hiện sau khi xét nghiệm diện rộng. Điều đáng nói là 3 ca mắc này ở ngoài cộng đồng và có yếu tố dịch tễ, nhưng các cơ quan chức năng đã bỏ lọt. Nguy hiểm hơn là trước khi xác định mắc COVID-19, gia đình 3 ca mắc tổ chức đám tang, tập trung đông người. Từ ngày 12 đến 14 tháng 8, gia đình 3 bệnh nhân 937, 938 và 939 tổ chức đám tang cho người thân ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tại đám tang, họ có tiếp xúc với nhiều người và có thuê dịch vụ tang lễ Thiện Tâm phục vụ đám tang. Liên quan đến 3 bệnh nhân mắc COVID-19 ở cái đám tang trong khu vực này, thì thành phố Đà Nẵng đã xác định được có 200 người tiếp xúc trực tiếp với các cái bệnh nhân này. Và khu vực này cũng là một khu vực mà có yếu tố dịch tễ phức tạp. Do đó mà thành phố Đà Nẵng đang triển khai khẩn cấp biện pháp là sẽ phải xét nghiệm một cách toàn diện cho cư dân trong khu vực này để đảm bảo là dịch bệnh được kiểm soát và không cho lây lan ra bên ngoài. Theo chính quyền địa phương, trong khu vực này có khoảng 300 hộ với 1.600 nhân khẩu. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có một chợ nhỏ với khoảng hơn 20 tiểu thương buôn bán. Đà Nẵng đang khẩn cấp tổ chức truy tìm F1 và các trường hợp liên quan đến 3 ca nhiễm. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê bình sự dễ dãi, thiếu quyết liệt của quận Thanh Khê khi không kiểm soát được 3 ca bệnh trên, yêu cầu cách ly khẩn cấp và mở rộng vùng cách ly y tế tại khu vực này vì nguy cơ lây lan từ đám tang này vô cùng lớn. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng cho cái tâm thế không có lấy để mà làm yên làm được đâu. Khi mà cái việc mà quản trị của chúng ta trong công tác phòng chống này có những cái chỗ còn hỏng, còn sốt, mà chừng nào còn hỏng còn sốt ấy, thì nó sẽ còn suy sụp là điều đương nhiên, cho nên không được phép chủ quan. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, sự việc 3 ca mắc ở đám tang là lỗ hổng trong công tác truy vết và khoanh vùng ở các địa phương. Mặc dù đã cảnh báo nguy cơ lây nhiễm cộng đồng ở Đà Nẵng đang ở mức cao, Thành ủy Đà Nẵng đã đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc, lãnh đạo các quận huyện phải chỉ đạo chấn chỉnh ngay việc này, không để xảy ra tình trạng tương tự một lần nữa.